Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 3 tháng 8 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Tham lam Nguyễn Phú Trọng hốt hết vaccine về Hà Nội. Có thể nói Sài Gòn trong vòng một tháng qua đã bị phong tỏa. Người dân đã lâm vào cảnh khốn cùng. Đây là thành phố lớn nhất đất nước, rất cần vaccine để chích ngừa cho những người ở tuyến đầu của thành phố trên 10 triệu dân này. Thành phố Sài Gòn hiện nay rất bi đát. Ông Nguyễn Văn Nên đang đối phó với tình hình khó khăn nhất từ xưa đến nay, nên cả ông và ông Nguyễn Thành Phong đều tỏ ra rất lúng túng. Con virus thì vẫn không chặn được, mà dân thì lại quá đói, không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào. Điều quan trọng nhất hiện nay đối với ông Nguyễn Văn Nên là phải bình tĩnh, nới rộng sự cấm cản để hàng hóa lưu thông và người dân dễ thở hơn. Và điều đặc biệt là bằng mọi giá phải tập trung được lượng vaccine lớn để chích ngừa cho những người đang cung cấp mặt hàng thiết yếu và những người đang làm trong tuyến đầu chống dịch. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay rất rảnh rang. Tuy nhiên, mệnh lệnh ông ta ban xuống thì không ai có thể chống lại. Với con người nặng óc địa phương, Đảng Cộng sản mà người đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng đã phân bổ vaccine về địa phương rất bất công. Tại miền Nam hiện nay, cả Sài Gòn và Bình Dương đều là vùng tâm dịch. Tính đến hết ngày 1 tháng 8 năm 2021, Bình Dương đã có gần 17.000 ca nhiễm virus COVID-19, gấp 12 lần số ca nhiễm ở Hà Nội, tức là gồm có hơn 1.400 ca. Nhưng đang được cấp phát lượng vaccine chỉ bằng 1/4 ở Hà Nội là khoảng 568.000 liều so với hơn 2,2 triệu liều. Có người nói vì Hà Nội đông dân hơn, xét trong 3-4 địa phương có số ca nhiễm nhiều nhất, ngay sau thành phố Hồ Chí Minh là Bình Dương, Đồng Nai, Long An thì dân số của họ cũng suýt soát Hà Nội là khoảng 8 triệu người. Tuy nhiên, tổng lượng vaccine họ nhận được chỉ là 1,5 triệu liều, bằng khoảng 67% so với Hà Nội, trong khi tổng số ca nhiễm của họ cao gấp tới 18 lần. Đây là một sự bất công rất lớn. Và ông Nguyễn Phú Trọng là con người rất bảo thủ. Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân thì lại làm chủ. Đảng lãnh đạo là đúng, người đứng đầu đảng luôn đưa ra những mệnh lệnh rất duy ý chí và buộc chính phủ phải thi hành. Còn nhân dân làm chủ chỉ được câu nói bị dân mà thôi. Ngay trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư vẫn là người có quyền lực lớn nhất. Trong công tác chống dịch của ông Phạm Minh Chính, chắc chắn có sự can thiệp của ông Nguyễn Phú Trọng rất lớn ở phía sau. Đây là hình ảnh thống kê các ca nhiễm và phân bổ vaccine về các địa phương. Theo thống kê, con số vaccine phân bổ về địa phương cho tới ngày 1 tháng 8 thì Bình Dương có tổng số ca nhiễm gấp 12 lần so với Hà Nội, nhưng nhận số vaccine chỉ bằng 1/4 so với Hà Nội. Hay như Đồng Nai, số ca nhiễm gấp 3,5 lần Hà Nội, nhưng số liều vaccine họ nhận được chỉ tới 1/4 so với Hà Nội. Có người lại bảo do địa phương có nhiều ca nhiễm như Bình Dương có sức lực tiêm chủng rất hạn chế, cấp nhiều vaccine cũng không tiêm kịp, nên giữ lại cho Hà Nội là nơi ít ca nhưng có năng lực tiêm chủng tốt hơn. Quan điểm này đã quên mất vai trò của chính quyền trung ương trong những tình cảnh khủng hoảng quốc gia như đại dịch lần này. Chính quyền trung ương sinh ra để làm gì nếu không phải là điều phối các nguồn lực của đất nước sao cho hiệu quả nhất như có thể. Trong trường hợp này, nếu xét thấy Bình Dương cần nhiều vaccine nhưng thiếu năng lực tiêm chủng, chính quyền trung ương ngoài cấp thêm vaccine đúng ra là phải hỗ trợ thêm nguồn lực hậu cần và tổ chức tương ứng để tiêm chủng cho người dân. Hay như thành phố Hồ Chí Minh là tâm dịch, có số ca nhiễm gấp 70 lần ở Hà Nội nhưng nhận lượng vaccine chỉ có bằng 1,2 lần so với Hà Nội. Câu hỏi đặt ra là tại sao trong lúc các tỉnh phía Nam bị dịch bệnh tấn công mà trung ương lại cấp vaccine cho Hà Nội cao một cách bất thường đến như vậy? Câu trả lời là tại vì Hà Nội là quê hương của ông Nguyễn Phú Trọng. Việc phân bố vaccine một cách bất công như vậy làm cho nhiều người rất bức xúc. Và ngoài ra, ông Nguyễn Phú Trọng còn nói, người miền Bắc có lý luận, vậy phải chăng số vaccine này để bảo vệ một số ít ỏi những người lý luận đó. Còn người miền Nam chỉ kiếm tiền và đóng thuế để chuyển ra miền Bắc. Và để bảo vệ quyết định phân bổ của Bộ Y tế, một số người viện dẫn tầm quan trọng của Hà Nội về chính trị, an ninh, kinh tế để ưu tiên vaccine cho thủ đô. Lập luận này cho rằng
vị trí của một địa phương về chính trị, an ninh, kinh tế là tiêu chí quan trọng nhất cho việc phân bổ vaccine. Hơn nữa là căn cứ dịch tễ hay căn bản đạo lý dựa trên mục đích tối hậu là giảm số ca nhiễm và tử vong. Cách nhìn nhận như vậy rất có vấn đề. Và vì sao đến nay vẫn phân biệt đối xử Nam Bắc khác nhau? Tiêu chí tầm quan trọng của mỗi địa phương về an ninh, chính trị, kinh tế là hết sức mơ hồ. Thực tế thì đây là óc địa phương kiểu Tổng Bí Thư phải là miền Bắc có lý luận. Với đầu óc địa phương như vậy thì việc ông tác động vào Bộ Y tế phân phối vaccine cho Hà Nội nhiều hơn cũng là điều dễ hiểu. Và để giải thích cho những bất công, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không theo một tiêu chí nào cả. Họ không định lượng được tiêu chuẩn và hầu hết giải thích rất cảm tính. Tiêu chí về an ninh, chính trị, kinh tế sẽ được lượng hóa như thế nào? Chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong quyết định phân bổ vaccine? Hà Nội quan trọng hơn Bình Dương thế nào để nhận số vaccine gấp 4 lần Bình Dương, trong khi có số ca nhiễm chỉ bằng 1/20? Công thức cho cách phân bổ này nằm ở đâu và dựa vào căn cứ pháp lý nào? Chính sự thiếu minh bạch về những căn cứ cho quyết định phân bổ vaccine của Bộ Y tế Việt Nam đã sới lên nghi ngờ về thiên kiến địa phương trong một quốc gia vốn đã rất nhạy cảm chuyện vùng miền. Và tranh cãi về chủ nghĩa địa phương lại còn xuất hiện ở thời điểm không thể nào bất lợi hơn bây giờ. Đây là hình ảnh một lãnh đạo Bình Dương vừa bị ông Nguyễn Phú Trọng biến thành củi. Nay Bộ Y tế đã cấp vaccine cho Bình Dương ít hơn Hà Nội. Không biết lúc phân phối vaccine của Bộ Y tế dựa trên nền tảng đạo đức nào, có phải là đạo đức cách mạng hay không? Cách phân bổ này có giúp giảm tổng số ca nhiễm và tử vong hay không, dựa trên nghiên cứu hay kinh nghiệm của quốc gia nào? Nếu không, sao có thể đặt tính mạng và sức khỏe của người dân thấp hơn tầm quan trọng về an ninh, chính trị, kinh tế của mỗi địa phương? Thế có khác gì nói rằng mạng sống của người địa phương này không quý bằng mạng sống của người địa phương khác, chỉ vì địa phương họ có phải kém vị trí hơn? Đây là cách nhìn của những sai trái về mặt chính trị mà còn vô nhân đạo nữa. Cuối cùng, cách phân bổ như trên còn thiếu tính khoa học. Trong điều kiện khan hiếm vaccine, chiến lược phân bổ ưu tiên trên điểm nóng đã được chứng minh là hiệu quả hơn hẳn việc giảm số ca nhiễm và tử vong. Điều này đã được áp dụng ở Canada so với việc phân bổ rải rác vaccine cho những khu vực chưa cần đến. Nghĩa là càng khan hiếm về nguồn lực lại càng phải ưu tiên cho các địa phương đang có số ca nhiễm cao nhất để ngăn chặn đà lây lan và hậu quả nhân mạng tương ứng. Không dồn vaccine thì mong cháu ổn định tình hình ở các điểm nóng sẽ khó lòng ngăn được dòng người từ các điểm nóng này chạy dịch về quê, và điều này sẽ mang virus corona ra khắp nơi trong Việt Nam. Nó có thể khiến tốc độ lây lan tăng với mức vỡ trận ở quy mô toàn quốc. Khi đó, lượng vaccine hạn chế được tiêm rải rác đều thiếu trọng tâm sẽ chẳng còn tác dụng gì. Và phía Bắc thì luôn được ưu tiên trong phân bổ số lượng ủy viên Trung ương Đảng và ủy viên Bộ Chính trị giữa Nam vị tuyến 17 và vị tuyến này ở phía Bắc cũng khác nhau. Cho đến nay, số lượng ủy viên Trung ương Đảng và ủy viên Bộ Chính trị ở các tỉnh phía Bắc vẫn áp đảo rất nhiều. Từ bất công chính trị mà từ đó sinh ra bất công về quyền lợi. Đó là nguyên nhân dẫn đến sự phân biệt đối xử về quyền lợi kinh tế. Đây là hình ảnh Đinh Tiến Dũng luôn được ưu tiên hơn Nguyễn Văn Nền. Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam lấy công bằng làm tiêu chuẩn đối xử trong đảng, thì cách thức phân bổ vaccine phải đúng đắn về mặt đạo lý, chính trị lẫn khoa học là phân bổ cho những địa phương đang có nhiều ca nhiễm nhất, đi kèm với các nguồn lực hậu cần liên quan. Lập luận dựa trên những căn cứ mơ hồ về tầm quan trọng địa phương đi liền với sự thiếu minh bạch trong cách phân bổ vaccine, chẳng những không giúp ngăn chặn dịch bệnh hậu hiệu quả, mà còn khoét sâu thêm sự chia rẽ ở một đất nước vẫn còn nhức nhối vấn đề địa phương chủ nghĩa như Việt Nam. Bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam là phân biệt giai cấp, là gây chia rẽ, mất đoàn kết, là thiên vị. Vậy nên các tỉnh và thành phố ở miền Nam mà làm kinh tế giỏi, Hà Nội sẽ chấn lột để đem về phân bổ cho miền Bắc. Việc này xảy ra hàng năm, chứ không riêng gì chuyện phân bổ vaccine hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay, thứ ba ngày 3 tháng 8 năm 2021 với bản tin Tham lam, Nguyễn Phú Trọng hốt hết vaccine về Hà Nội.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.